Ok, chào mọi người, chào mừng mọi người đến với Liên Minh Huyền Thoại. Ok, mà hôm nay chúng ta sẽ thử sức với Gna. Chắc bà nó quên em dịch chuyển rồi. Mình ở đây tìm hết 4 đứa dịch chuyển, ở 3 đứa dịch chuyển rồi. Mình cái nữa là 4. Dịch chuyển không, thằng nào cũng đang biết dịch chuyển hết. Đây, hôm nay thua cấp 5 không phải để trâu. Cũng được, cấp 4, cấp 5, cấp 4. Mình đem lên ga nó luôn. Biết này xin giao, tôi biết mà. Rồi, FPS chỉ thấp quá thì sao đánh. Không lên nổi 10 nữa. Nổi 10 kia. Không lên trên 10 nữa. Mấy phần trăm kìa. FPS xuống cùng 1. Đấy, trời ơi, cấp 5. Biết những mình chơi thêm con Rengar đi cho nó cấp cao. Biết chơi Gna thiệt. À, viết đi rừng. Chắc luôn, viết đi rừng luôn. Vừa cỡ thật. Sao lâu quá vậy? Trăm hết chưa? Trăm hết rồi mà. Sao lâu quá vậy? Tìm nè, đem hết 4 thằng dịch chuyển. Mình đem dịch chuyển ngay 5 cái dịch chuyển. Này tốc biến hiệu đốt 3 thằng. Tốc biến 10 thằng. Tốc biến bên phải 1 thằng, 2 thằng, 3 thằng. Tốc biến bên trái 6 thằng này, 7 thằng luôn. Hình nhờ so tới cái hình của hai thằng giống nhau. Đây hai thằng giống nhau, hai thằng giống nhau, giống là cứ giống chéo chéo nhau không à. Thiệt là đây on star với cái này, hai cái này với on star với bông hồng đây. À trót con này ít gặp quá, chắc là cũng cao cấp đây. Thì con a trót này nó đâu có được miễn phí, phải mua. Mua thì phải là người biết chơi mới dám mua, mà mua rồi thì phải chơi, chơi thì phải giỏi. Nghĩa là Atrox là có thể sẽ là một mối nguy. Cho số cấp 5 đỡ, xin giao cấp 5 đỡ, đỡ cho team mình. Lee Sin cấp 4 cũng được đi. Mataji cũng cấp 4. Gna không có, nhưng mà Gna thì chứ muốn thử sức với Gna. Thử sức mình lâu quá à, quay gì mà nó lâu, rồi gì vô mà nó lâu, đang quay mà vô lâu gì đâu. Rồi ok, chúng ta bắt đầu với trận đấu này nè. Gna không cần tới bình mana và ceramic. Nó nó bỏ ai à, bắt hột. Em biết nó thấp thấp nhận biết bắt được cái bumerang hồn hả? Ây da, a trót, a trót. Trời ơi, tôi nó chém gió kìa trời. Chết bà tôi. Ây da, ây da. Ly lên, 3 chọi 3. Hấy. Hốt, hốt xác. Hốt xác. Ơi, mình thôi mình thường lên cao quá vậy. Ấy da, a lắc. A lắc. A lắc. A lắc. Trời ơi, 4 thằng ở đây luôn. Kinh khủng nhỉ.
Giờ 2 đánh 4, mình là cái thằng còn nhiều máu nhất. Ha. A trót đó, vô đập A trót đó. Hay. Anh ném bùm, anh chụp lại bùm. Anh chuẩn bị ném đá, lát chuẩn bị anh ném đá nè. Chuẩn bị ném đá này nha. Nè, Garen nè, chơi ngu nè. Chơi ngu anh cho Garen ném đá cho đai bà nè. Hốt hàng. Hốt hàng. Ấy da, thốn ghê chưa nè. Thốn nè. Thấy không? Thấy không? Thấy không? Lâm hốt hốt cục đá lại, hốt cục đá lại. Na nhỏ hốt cục đá. Là gì? À, quá khích đập phá, à, nhúng nhảy nghiền nát này. Trời ơi, đi xin đá xuống mâm hụt. Lầy vậy luôn. Quên, cắm mắt để không thôi tụi nó ra gành. Ê, 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 ê. Ê. Quá kích đập phá nè. Hai, hai, nhảy lên, đập. Hai. Trời ơi, biến. Mạng của tôi, vờ cờ thật. Lắc luôn chứ đâu, trời nó lắc quá. Phái mình không lắc là mình thắng, mình ăn kèo này rồi. Mạng của mình. Thiệt mạng không biết sao vô của mình chứ. Không lụm luôn chứ phải thật. Nào 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 nào, 7 3 5 7, cố lên. Chết tôi, chết tôi, chết tôi với người ta, chết tôi. Lên rìu đen trước hả? Na biết chơi mới xanh này, na không biết chơi na thử na xanh. À trót lên cấp 4 rồi, mình vẫn còn cấp 3. 2 2 2. Ly ăn 3 mạng luôn. Trời ơi, lụm không được luôn chứ, na này không, na không biết lụm.
Anh này ông nói gì hết hả? Đã quên. Không biết nói gì luôn, còn anh không biết nói gì hết. Thì làm nãy giờ sau một phút giây sau một đống phút giây im lặng, giờ mình bắt đầu mở miệng lên mà nói. Ok, bắt đầu nào, bắt đầu lao vào trận đấu. Giờ lắc lắc cờ, lắc cờ, lắc cả, hốt lại, ấy à, mất cái bum, chết bà, nó mất luôn cái boomerang chứ đâu, ấy lượm, chụp lại boomerang, ơi ơi, boomerang của anh. Sao nãy giờ cứ giúp hộp hoài vậy ta? Cảm ơn. Đó, đúng.
Mất luôn. À, nà. 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 Nà 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 sao mình tự nhiên mình lại không không đừng dí với em đừng dí với em rồi đỡ rồi ok. Ai 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 tụi bay nên nhớ tao là mắt thích tượng cổ, tao là hàng của viện bảo tàng nha mày. À, tụi bay dám đụng tới cái viện bảo tàng là đụng tới gì, là cái viện bảo tàng của liên minh, là viện liên minh viện bảo minh gì đó, nói chung là viện bảo tàng của liên minh huyền thoại, thì tao nằm trong đó đó. Tụi bay dám, tụi bay đập tao đi, mấy răng của tao vắt bỏ đây. Bỏ đây. Lao ngu rồi, lao vô ngu rồi, ngu quá ngu luôn rồi. Ngu, 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 đoan. À, chết luôn, bực quá. Ngu quá, nực quá rồi không biết làm gì. Có mạng không? Rồi. Mình không có gì trong đó luôn. Lên là cái rồi tăng tăng chút trâu trâu đi. Trâu cho dễ đánh. Ok. Có quạt chút cho nó mát thôi mà. Hy vọng không ai phàn nàn. Chứ không có quạt mình nực, mà mình nực là mình không có cái gì để mình chơi, mà mình ơi mình nực là mình không có đủ tinh thần, để giờ không đủ tinh thần là sẽ không có những gì hay hay, không có highlight cho mọi người coi đó. Bởi vì cái quạt nó đóng tinh thần, nó đóng cái vai trò rất là quan trọng trong cái gì, gọi là cái gì, cái công cuộc cái đánh liên minh của mình. Quá hay, diễn thiết quá hay, chọi lắm. Chấp chấp có lầm. Chọi hay chấp người ta là máy, người ta mạnh mẽ máy mà chưa có được máy yếu, người ta gọi này là máy, này máy máy dởm. À, trót dưới đúng không? Tớ đi ăn cái con
ấy da trời ơi. À, tụi nó ăn rồng. Im hơi quá, không không thấy tụi nó lên xuống kiểm tra, không ngờ lại gặp ngay hang rồng. Rồi đó, ừ đúng rồi, do tôi nó đẩy cao quá, đẩy lên dữ quá nên mình cũng sẽ ké đó. A trót đó đó. Ây da, đau em. Ôi mình đánh a trót kìa. Anh chuẩn bị bự rồi đó nha, anh chuẩn bị rồi. Này lớn lên được gì, biến hình trọn vẹn, cộng máu không phép phục hồi máu, ngộng sát thương vật lý cơ bản. Ok được rồi. Rồi lắc kìa. Tiếng cười của nàng nghe đã thiệt chứ. Chết bà rồi. Thôi đi thì đi theo anh Ly để mà có đủ điều kiện để mà sinh sống. Rồi nè đó, bắt đầu gọng kiếm nè. Ê đồng quá. Ê đồng đó. Double kill. Anh quá mạnh. Anh 6-4 rồi. Đẩy, đẩy tụi bay. À, đẩy trụ chứ không có đẩy cái kia nha. Không phải đẩy kiểu kia, cái này là đẩy trụ nha. Thằng nào nghĩ bậy anh chém à. Chết bà nó không 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 vui rồi, không vui rồi. Chạy. Chọi ra, na nhỏ lụm cục đá, hồi chiều, vãi thật. Chết bà, vừa nhảy lên đụng Atros. Nghe đây, trời ơi tim mình đẩy đường quá hay luôn, lên ăn bùa đỏ coi nổi không, thử phải thử, cái gì cũng phải thử. Trời ơi chuyện nhỏ, na mình mạnh cỡ này rồi thì bùa đỏ chỉ là chuyện nhỏ. Lũ này cũng vậy,
Na mình sanh cỡ này rồi, 3K4 tiền không chịu về mà. Nhảy. Fit, đúng rồi, fit. Tao nói như không gặp fit là fit 02, fit đi rừng, fit chết bà. Fit phế, fit lên đồ cắm mắt. Chửi nãy giờ chửi nó quá. Thôi về nhà mua đồ. Đóng đồ lên coi. Quá đã rồi, trời ơi, 3.500 tiền 649 mà. Hỗ trợ hết 9 mạng. Rồi. Rồi mình lên full tăng luôn. Lên max tăng luôn. Lên nhấp gai luôn. Rồi tụi nó có giỏi thì tụi nó đập đi. Lee Sin là xanh nhất team. 11, 2 là xanh nhất team rồi. Quá đã luôn rồi, đánh trận này na quá xanh. Tụi nó là toàn mấy thằng kiểu mà nhiệt độ thông thạo cao á. Lee Sin Yasuo độ thông thạo rất là cao. Ơi ơi ơi, chết bà em anh. Ha ha ha, em là Gna em, mọi người em là mắt xích tượng cổ, mọi người đừng có đánh em. Mọi người đánh em là vô diện bảo tàng. Ô vô cảnh sát mà ở luôn. Các bà nó lượm không được. Em là Na. Em là Na này. Ai giỏi ai đó đánh em giỏi thì đánh đi. Cục đá. Na nhỏ lên lùm. Chết bà nó. Fit. Mày tưởng ông có chiêu nhảy hả mày? Tao không có nhảy giống mày nhỉ. Ê, vô ăn rồng tụi bay. Anh em nào muốn vô ăn rồng không? Rồng, rồng. Rồng. Yêu cầu hỗ trợ rồng, rồng đây, rồng lửa. Rồng này mới có cấp 10 gì, rồng cấp 19 hay cấp 10 đây, cấp 10 rồng. Tụi bay ơi vô ăn rồng. Tụi bay không ăn rồng đâu, ra ngoài à. Rồi 14 39 luôn rồi, không nặng rồng luôn. Thiệt kêu gì kêu. Tao kêu ăn rồng tụi bay không ăn thôi à. Dục luôn, bươi mày răng dục luôn. Cái kiểu như vậy á. Hay. 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 Anh sắp biến thành Na khổng lồ rồi nha. Không, sức mạnh tàn phá của Na khổng lồ. Hay. Không trung. Nhảy vô. Không được luôn. Trời ơi. Muốn nhảy vô đây ăn mấy con trong này chút. Không có luôn hả? Sao tụi bay không thằng nào dám vô ăn gồng á nhờ? Nãy giờ có mấy mặt không thèm cắm gì luôn chứ. Chết bà em. Trời ơi, anh này quá mạnh rồi. Anh Atros quá trâu. Ở gì?
đam quá cao. Về. Rồi, đúng rồi, ra liền. Sách đau rồi. Dĩ nhiên Ly cũng ăn đây. Thấy không? Ly ăn. Chết tôi, chết cha tôi rồi. Chết cha tôi rồi. Cho mày này tiền đợi còn có miếng máu chưa tới 100 máu nữa rồi còn chưa tới 100 máu luôn hay gì hay đó tôi máy lắc quá mà ở đó hay nói tôi không lắc thì cái đó thằng Ly nó không có thua ở gì thằng Yasuo nó không có thắng đâu tình được full tăng ôi trời ơi tụi nó đầu hàng rồi Victory. Ok thì mình xin dừng video này tại đây. Nếu mà thích video của mình hãy like, share gì. Những thứ đó chính là một động lực rất là lớn cho mình làm những tập nước mình hỏi tiếp theo. Ok, một bán mình xin cả lòng quá. À, xin chào tạm biệt tất cả mọi người. Bye bye.